Chúng ta phải thừa nhận những sức hút không thể tưởng tượng nổi đến từ Trần Thiên Thiên trong Lời Đồn. Không chỉ nhận được sự quan tâm yêu mến của khán giả, bộ phim còn là tiêu điểm của truyền thông với hàng loạt các thông tin bài viết tràn ngập trên các mặt báo nổi tiếng. Mặc dù mới đây, nhà sản xuất đã tung lên trọn bộ kết thúc ngọt ngào viên mãn của cặp đôi Trần Thiên Thiên và Hàn Thước, thế nhưng dường như nó vẫn chưa làm cho fan hâm mộ và cư dân mạng thỏa mãn chút nào. Sau hồi kết quá nhanh quá vội vàng, cư dân mạng đang thể hiện lòng tham của mình, đòi hỏi biên kịch phải viết tiếp phần 2 để bộ phim thêm trọn vẹn và hoàn hảo hơn. Dưới đây là một số bình luận hưởng ứng phần 2 của cư dân mạng xứ Trung. Tất cả nhân lực chuẩn bị phần 2 cho tôi ngay. Ủa, rồi có phần 2 không hả? Nhất định là phải có phần 2, cái kết như này khiến tôi trở thành kẻ ngốc mà. Cộng đồng mạng Việt Nam cũng không kém những lời bình luận về cái kết mơ hồ của bộ phim. Được nhiều người ưa thích thì chắc sẽ ra phần 2. Hóng phần 2 sẽ là cả đội quân hòa viên xuyên không luôn. Phần 2, muốn chứ, nhưng phần 2 cũng phải diễn viên cũ mới xem. Muốn có cảnh động phòng rõ ràng hơn. Bên cạnh đó, bàn luận về chủ đề này, cư dân mạng lập tức gợi ý hàng loạt các kịch bản mới cho phần 2 của bộ phim với đủ mọi tình huống, tình tiết thú vị và hấp dẫn. Mà dù vậy, việc sản xuất tiếp phần 2 hay không vẫn đang tiếp tục được tranh cãi rất gay gắt trên mạng. Một số người bày tỏ quan điểm cho rằng việc sản xuất phần 2 sẽ làm giảm sút đi sự hấp dẫn và thú vị của phần 1. Nhiều khán giả đưa ra nhận định cá nhân là tốt hơn bộ phim nên dừng ở phần 1. Như thế, fan hâm mộ sẽ có thể lưu lại trong lòng những cảm xúc sâu đậm và hoàn hảo về các nhân vật trong phim, nhất là câu chuyện tình yêu ngọt ngào, hài hước của cặp đôi nam nữ chính Trần Thiên Thiên và Hàn Thước. Vậy còn bạn, suy nghĩ gì nếu nhà sản xuất phim tiếp tục cho ra phần 2? Hãy đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.